Rồi. Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về tiễn biệt Trung úy Tống Duy Tâm, người chiến sĩ đã ngã xuống vì bình yên của cuộc sống. Đại tá Thái Hữu Đức, trưởng công an huyện Cần Đước ở Long An nghẹn ngào nói: "Tăng hy sinh không chỉ là sự mất mát không thể bù đắp đối với gia đình, vợ con mà đơn vị chúng tôi cũng mất đi một trinh sát hình sự rất năng nổ, luôn vượt khó quên mình vì công việc." Như đã thông tin, thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm trên địa bàn vào lúc 2 giờ ngày 14 tháng 11 vừa qua, Tổ trinh sát hình sự Công an huyện Cần Đước, Long An tổ chức tuần tra trên địa bàn Đồng Tâm, xã Long Trạch. Phát hiện 4 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của một hộ dân, các trinh sát đã tổ chức vây bắt. Khi đối tượng leo lên 2 xe mô tô bỏ chạy, Trung úy Tống Duy Tăng và trinh sát Phạm Minh Nhật lập tức phóng xe truy bắt. Dù liên tiếp bị các đối tượng dùng bột ớt chuẩn bị sẵn ném trả lại, trinh sát Phạm Minh Nhật kể thêm về quá trình truy đuổi. Nhận thấy sắp hết đường thoát, 4 đối tượng đã quăng xe cản đường anh và anh Tăng để chạy bộ xuống cánh đồng lúa gần đó. Tình huống xảy ra quá nhanh, không kịp né tránh nên xe mô tô của chúng tôi đã va chạm với xe của đối tượng. Tôi bị xây xát ở nhiều chỗ trên cơ thể, riêng Tăng đập đầu xuống mặt đường, anh Nhật đã kể lại. Mặc dù được cấp cứu tại bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do vết thương quá nặng, Trung úy Tống Duy Tăng đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 30. Trung úy Tống Duy Tăng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Do gia đình có đông anh em, lại không có ruộng đất để trồng tỉa nên ngay từ nhỏ, Tăng đã phải phụ giúp công việc như cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, trông coi các em để cha mẹ có thêm thời gian đi làm thuê nuôi sống cả nhà. Nhớ lại thời gian cùng học chung với anh Tăng ở thời cấp 2 cho đến hết năm cấp 3, một người bạn của anh kể, dù được chọn vào nhóm học sinh năng khiếu để bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Tăng đã xin thầy cô chủ nhiệm không tham gia để dành thời gian nửa ngày đi học, nửa ngày đi làm thêm, để kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải chi phí học tập. Học xong cấp 3 năm 2007, nhìn các bạn cùng lớp háo hức chuẩn bị thi vào đại học cao đẳng, Tăng đã thèm lắm, dù tự cảm thấy đủ khả năng nhưng một lần nữa, Tăng lại quyết định tạm thời không dự thi, ở nhà phụ cha mẹ kiếm tiền nuôi gia đình. Mục tiêu của Tăng lúc đó thật là đơn giản, khi nào có đủ tiền thay được cái máy tôn cho nhà đỡ dột thì mới đi thi và học tiếp. Thời gian này, Tăng tham gia vào đội phòng chống và tham gia tuần tra đêm để góp sức an ninh bảo vệ cho vùng quê. Đến tháng 3 năm 2010, mặc dù mục tiêu kể trên chưa đạt được, nhưng trước sự động viên của nhiều người thân, Tăng nộp đơn đi nghĩa vụ công an. Sau đợt huấn luyện, Tăng được bố trí vào làm cảnh sát bảo vệ mục tiêu ở công an tỉnh Long An. Trong suốt quá trình công tác, anh luôn tận tụy, chịu khó học hỏi, gần gũi giúp đỡ những đồng đội cùng đơn vị công tác nên cuối năm 2013, anh được đơn vị cử tuyển đi học hệ trung cấp tại trường cảnh sát 3 của Bộ Công an. Sau khi hoàn tất khóa học này, Tăng được điều động về công an huyện Đức Huệ. Thời điểm ấy, tình hình buôn lậu ở biên giới khá phức tạp nên Tăng được trưng dụng tạm thời về tổ công tác phòng chống buôn lậu, đóng quân tại hai xã biên giới đó là Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây ở huyện Đức Hòa. Kể về đồng đội mình, Trung úy Phạm Minh Tâm, tổ trưởng tổ công tác chống buôn lậu tại xã Mỹ Quý Tây nhớ lại: "Tôi với Tăng cùng nhập ngũ một ngày, cùng đi học một đợt và học xong cùng được tăng cường về tổ trong công tác chống buôn lậu ở biên giới nên cả hai thân thiết như anh em ruột thịt. Ngài còn ở tổ công tác, dù mưa hay nắng cứ chập tối là Tăng lại mặc quần sọc áo thun lội bộ đi khắp các cánh đồng biên giới để các trinh sát nắm bắt tình hình và khi phát hiện đối tượng buôn lậu thì truy bắt đến cùng. Trong đơn vị, Tăng nhận về phần nấu ăn để anh em có nhiều thời gian nghỉ ngơi để lấy sức chiến đấu. Những ngày ấy, Tăng cùng đồng đội đã phát hiện và truy bắt nhiều vụ buôn lậu, thu giữ hàng trăm hàng nghìn bao thuốc lá ngoại nhập. Qua điều tra, củng cố hồ sơ khởi tố hàng chục vụ buôn lậu với quy mô lớn, Tăng cùng nhiều đồng đội được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Giám đốc Công an tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Đến năm 2018, Tăng được phân công về đội cảnh sát hình sự công an huyện Đức Huệ. Đấy cũng là thời gian anh lập gia đình với chị Nguyễn Ngọc Hương, sinh năm 1991. Khi đó, Hương là công nhân của một nhà máy trong khu công nghiệp Tăng Hương ở Tiền Giang. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy là qua đây chúng ta lại mất mát đi một chiến sĩ công an nữa. Chỉ vì cái bọn tội phạm thôi. Đúng. Tốt nhất là gông cổ cái bọn tội phạm hết đi và răng đe. Rồi, cảm ơn các bạn.